Nhất tâm hướng về xứ tổ,
hoa sắc muôn màu rực rỡ, kính dâng lên tổ nỗi niềm, dâng lên muôn vàn hạnh phúc, nguyện cầu tất cả chúng sinh dâng hương bao tình tha thiết, nguyện cầu huynh đệ đồng con xin cầu thần lực độ trì của sư tổ, dâng hương chúng con cầu xin bao nhiêu duyên nghiệp thiện lành, tâm quyết bảo tồn pháp tổ, dâng hương chúng con dâng lên bằng cả cuộc đời còn lại, dâng hoa chúng con dâng lên, dâng hoa chúng con dâng lên. Sắc muôn màu rực rỡ, kính dâng lên tổ nỗi niềm, dâng lên muôn vàn hạnh phúc, nguyện cầu tất cả chúng sinh dâng hương bao tình tha thiết, nguyện cầu huynh đệ đồng con xin cầu thần lực độ trì của sư tổ, dâng hương chúng con cầu xin bao nhiêu duyên nghiệp thiện lành, tâm quyết bảo tồn pháp tổ, dâng hương chúng con dâng lên bằng cả cuộc đời còn lại, dâng hoa chúng con dâng lên, dâng hoa chúng con dâng lên. Thì hành pháp với thầy cô còn có các giảng huấn và các trung tâm trưởng sau đây. Trước tiên tôi xin giới thiệu giảng huấn Bùi Gia Tài. Xin mời giảng huấn Gia Tài. Và kế tiếp là giảng huấn Dương Thị Khiếm. Và cũng là trung tâm trưởng của thiền đường một quá. Và xin mời. Và xin mời giảng huấn Lao Tiếu Hà đến từ thiền đường Pháp Môn ở Sài Gòn. Và kế tiếp là giảng huấn Nguyễn Thị Thúy Nga, thì quý vị đã biết đến ngày nay cũng đã nói với chúng tôi. Tiếp theo thì là trung tâm trưởng của thiền đường Nghệ An, anh Lê Phạm Đông giáo sư lên đây giới thiệu buổi lễ. Xin mời anh Đông. Đa Sĩ Đa Narada, con kính lạy đệ nhị sư tổ Narada Mahathera. Kính thưa thầy cô trưởng môn, kính thưa thầy Nguyễn Đức Thuận và cô Nguyễn Cẩm Hạnh, kính thưa các thầy cô giảng huấn, kính chào các trung tâm trưởng, trung tâm phó của các thiền đường và có mặt ký
Kính chào tất cả toàn thể môn sinh đang có mặt trong ngày trọng đại này. Kính chào toàn thể cấp môn sinh các cấp Quy Diệu Pháp Hành Thiền nói chung và toàn thể môn sinh Quy Diệu Pháp Hành Thiền Nghệ An nói riêng. Hôm nay là một ngày đặc biệt, từ nơi xa của nước vòng trái đất, thầy cô trưởng môn đã đại từ đại bi đã dành thời gian về thiền đường Nghệ An cùng với những người con yêu thương của tổ về đây ấn chứng cho thiền đường Nghệ An chính thức khánh thành đi vào hoạt động. Lời đầu tiên xin được bày tỏ niềm xúc động và vinh dự được chào đón thầy cô trưởng môn, chào đón tất cả các vị giảng huấn và các thành viên của các trung tâm Quy Diệu Pháp Hành Thiền. Đang trong lúc tột cùng của sự đau khổ về thân, bị bệnh tật, tâm phiền não lo âu, không tìm được lối thoát, chúng con đang lặn ngục trong biển khổ. Giống như cây cối cằn cọt trong sa mạc, nhưng may thay chúng con đã có duyên lành nhiều đời nhiều kiếp với thầy cô trưởng môn, mà chúng con được lợi được những lời huấn từ đại đạo lý và đạo pháp mà thầy cô giảng huấn đã truyền trao, đã giúp cho chúng con được khai mở luân xa mà không cần phải cực khổ như các bậc thánh nhân ngày xưa đã từng khổ luyện. Với mong muốn ngày càng có nhiều được thụ hưởng, nhiều người được thụ hưởng những điều vi diệu của pháp môn và lòng đại từ đại bi của thầy cô trưởng môn ban lại những điều vi diệu cho mọi người. Trong không khí thân tình ấm áp dưới mái nhà chúc của Quy Diệu Pháp Hành Thiền, thay mặt các môn sinh của các trung tâm, xin được bày tỏ lòng ngưỡng mộ và tri ân đến thầy cô trưởng môn, thầy Nguyễn Đức Thuận và cô Nguyễn Ngọc Hạnh và các quý thầy cô giảng huấn. Trung tâm Quy Diệu Pháp Hành Thiền Nghệ An luôn mong muốn nhận được sự quan tâm, dẫn dắt, giúp đỡ của thầy cô trưởng môn, quý thầy, quý cô giảng huấn. Giờ này con xin thầy cô cho ban cho chúng con những lời huấn từ để chúng con tiếp tục tinh tấn trên con đường tu hành. Hôm nay là thầy cô lần đầu tiên đến cái vùng đất này. Trong đời nếu mình sinh ra ở Việt Nam, nhưng thầy cô biết ở ngoài Bắc có nhiều cái địa danh rất đẹp. Trong đó có Diễn Châu. Thành ra từ khi mà thành lập mà cái trung tâm này, thì hôm nay thầy cô nghĩ gần 2 năm rồi, phải không? Gần 2 năm rồi không em? Thì thầy cô cũng đã có ý định rất nhiều để về đây để mà thăm các môn sinh ở đây, nhưng mà do gì tất bật và lo những điều quá nhiều ở pháp môn của chúng ta trên toàn thế giới, cho nên thầy cô chưa có dịp vào đây đến đây để thăm tất cả các môn sinh sinh hoạt ở nơi này. Nhưng mà trong lòng thầy cô thì luôn luôn lúc nào thầy cô cũng nhớ tới ở cái thiền đường này, và luôn luôn lúc nào cũng muốn rằng đến đây để mà thăm tất cả các môn sinh. Từ khi mà thầy xuống máy bay hồi sáng này thì ở thiền đường có đi đón thầy cô. Trên đường thầy cô về đây đó, trên đường thầy cô về đây thầy cô trải qua đường xá rồi ruộng rồi tất cả những cái thiên nhiên ở đây thầy cô rất là thích. Và khi đi vào cái xóm làng này đó thì thầy cô thấy rằng đây là một xóm làng của đồng quê của chúng ta hẳn thôi, và nó có một cái nét văn hóa rất là dễ thương. Thì nhìn qua nhìn lại đó thì thầy thấy khi mà bước vào đây thì thầy thấy wow,
Rốt cuộc rồi thì thấy ở đây cũng có một cái căn nhà đẹp nhất hết ở trong vùng. Đây là cái thiền đường của chúng ta. Bởi vì thầy nói rằng đó, khi thầy quan sát đó, thì thấy những cảnh thiên nhiên, thấy con người, và thầy thấy tất cả ở xóm làng như thế này, và thầy thấy những cái cảnh vật chất của con người đang xây dựng lên. Nhưng mà khi mà thầy vào đây thì thấy căn nhà này và nó được hình thành ở trong một cái xóm làng này, thì tôi thấy đây là một cái máy tinh thần. Vì những căn nhà đó là nhà vật chất, còn đây là tinh thần, căn nhà tinh thần của tất cả xóm làng của chúng ta. Và nơi đây chất chứa cái tình thương và tình người ở trong cái ngôi thiền đường này ở đây. Qua cái bài phát biểu mà của trung tâm trưởng ở đây thì thầy thấy rất là hay, rất là cảm động, vì thầy thấy đây là một cái tấm lòng mà đã xa xứ từ lâu mà trở về đây để mà lo cho xóm làng của mình, lo cho dòng họ mình, để có một cái nơi chốn để mà học được quy trình bán tiền. Thì thầy thấy rằng hai vợ chồng của em đã làm được điều này, thầy thấy là tụi em đã tạo ra nhiều phước lắm, nhiều phước lắm. Thầy chúc phúc cho vợ chồng em đã làm được điều này ở nơi đây. Đối với việc bán thân thiện á, thì nếu mà chúng ta nhìn bây giờ, chúng ta sẽ thấy là hiện hữu bây giờ các môn quy trình bán thân thiện phát triển trên toàn thế giới. Nhiều dân tộc trên thế giới đã thừa hưởng được pháp môn chúng ta, và chính thầy cô là cái người đã mang ra ở thế giới bên ngoài để mà thầy cô giảng dạy cái đạo lý của quy trình bán thân thiện. Khi thầy cô đi ra khỏi nước Việt Nam, thầy cô là người Việt Nam, thầy cô đi ra khỏi nước Việt Nam, thầy cô mang lên một cái tấm lòng của chị là một cái tấm lòng ở một cái tinh thần cao thượng, để thầy đem pháp tổ và đạo lý của quy trình bán thân thiện để đem ra để cống hiến cho cuộc đời này. Khi thầy cô đã được thừa nhận một cái phần nhiệm của Thiên Liên để mà được đi ra nước ngoài, nhờ vào đi nước ngoài thầy cô đã cung cánh và đã thầy cô đã đem cái pháp môn này cống hiến hết cho toàn thế giới. Về hiện tại chúng ta đã có 4 châu trên toàn thế giới về pháp môn vi trợ pháp thiền. Nhiều dân tộc khác nhau, Pháp, Tây, Tàu, Tây Ban Nha, người Tàu, người Hoa, Malaysia, Hồng Kông đều được học pháp môn mình. Họ khác cái ngôn ngữ, thầy cô đến dạy cho họ, họ khác cái ngôn ngữ, nhưng họ đã bắt được thầy cô ở một cái điểm là ở cái tính chất cao thượng của pháp môn chúng ta, và một cái tinh thần mà có thể giúp cho họ học được những điều gì mà khi họ sống ở tại thế này. Thì tất cả các môn sinh biết, chúng ta hiện diện ở đây là chúng ta đang sống ở trên cái giường đời. Thường khi người ta nói đây là giường đời, và cái giường đời này là tất cả mọi sự hiện diện của con người trong thế gian này. Chúng ta đến đây, chúng ta đến đây không có nghĩa là chúng ta đến đây để mà chúng ta lấy chồng lấy vợ, chúng ta tạo sự nghiệp và sau đó là chúng ta bệnh chúng ta chết, không có nghĩa là như vậy. Nhưng chúng ta được một cái sự mà soi sáng, được một cái sự khai tâm mở trí, thì các môn sinh sẽ biết rằng cái mục đích của chúng ta hiện diện cái cuộc đời này để làm gì, đó là cái điều quan trọng. Và chúng ta bước vào cái dòng đời này như thế nào, và chúng ta đến đây lý do gì chúng ta đến đây, và chúng ta đến đây chúng ta ở, chúng ta làm việc gì, và khi chúng ta chết chúng ta đi về đâu. Nếu mà chúng ta xác định được những điều đó thì chúng ta sẽ hiểu giữa con người chúng ta với vũ trụ, với thiên liên và với tất cả các ngày các đấng đều có một sự quan hệ rất là chặt chẽ. Nhưng cái sự quan hệ này nếu chúng ta bị vô minh thì chúng ta không bao giờ nhìn thấy được hết. Mà vô minh là cái gì? Là chúng ta sống xuôi theo cái dòng đời và chúng ta không được một sự nghĩa là giúp đỡ nào để chúng ta được giác ngộ, để nhận ra được mục đích sống của chúng ta là gì. Cho nên tất cả chúng ta đều bị lâm vào cái hoàn cảnh đau khổ, phiền não và bất an. Mỗi chúng ta trong đây, chúng ta có hai cái thân mạng. Một là cái thân vô thường này, có nghĩa là thân xác của cha mẹ sinh ra. Hai đó là cái sinh mạng vĩnh hằng, đó là cái phần linh hồn của chúng ta. Nó đang ngủ trong một cái thân này nè. Nhưng tất cả chúng ta không có ý thức rằng chúng ta đang sống trong hai cái sinh mạng này. Và chúng ta đã trôi lăn trôi mệt trong cái dòng đời này bằng một cái sinh mạng vô thường, đó là cái thân này. Chúng ta mãi mê trong cuộc đời này và chúng ta quên hẳn đi rằng chúng ta sẽ chết. Cho nên chúng ta đã quên đi là những cái nhiệm vụ chúng ta đến thế gian để làm gì.
Để mong rằng tất cả những môn sinh trở thành một người tu hành chân chính, để làm sao mà thiền đường Nghệ An của chúng ta mỗi ngày mỗi giỏi ra, để thầy còn có dịp ra đây nữa chứ, để thầy giảng dạy tiếp chứ. Còn nếu mà dở quá thì không nghe nữa. Thôi thì thầy chúc tất cả mọi người sống trong vòng tay của tổ thương yêu hạnh phúc, và coi đây là một cái máy gia đình chung. Tất cả mọi người đến đây để phụng sự cho mọi người, và tất cả mọi người đừng ai tu theo bóng chào, và hãy tu bằng cái tinh thần cao thượng của mình. Chúc tất cả hạnh phúc trong vòng tay của tổ. Để rồi các con làm do
giống như ta thì cái công đức đó mới thuộc về các con. Quý vị hiểu rõ điều này không? Vì diệu pháp hành thiền không đi ngược lại các tôn giáo, không đi ngược lại những gì mà những tiền nhân đã dạy con người một cách ăn ở rất là tử tế. Nó trọn đạo làm người và nó phát triển lên làm những vị thánh nhân Bồ Tát trong tương lai. Quý vị hiểu rõ điều này không? Bằng cái gì? Phật dạy từ bi bác ái, phải không? Rồi Phật ca ngợi cái hạnh nguyện của Bồ Tát, chứ Ngài đâu có ca ngợi hạnh nguyện của Thích Văn đâu. Thích Văn là tự tu cho mình, tự sửa, không có làm lợi ích gì cho người khác hết. Cho nên cái thời của Phật đó, Ngài ca ngợi cái hạnh nguyện của Ngài Di Ma Cần rất là nhiều, đúng không? Thì Chúa cũng vậy, Chúa dạy đệ tử của Ngài kính Chúa thì phải thương người. Chứ Chúa đâu biểu kính ta phải tôn vinh ta, ca ngợi ta đâu. Ngài đâu có nói vậy. Nhưng rồi con người không làm có nghĩa là con người không làm giống như Phật, giống như Chúa, không làm theo lời dạy của các Ngài, có đúng không? Ngày hôm nay vì diệu pháp hành thiền ra đời dạy quý vị đó phải có lòng từ bi, có tâm bác ái, có cái tấm lòng vị tha, dẹp mỗi vị kỷ là gì? Những gì mà Phật với Chúa đã dạy mình mà mình chưa làm. Ngày hôm nay đó thì lần đầu tiên thầy cô tới đây, nếu thầy cô nói nhiều hơn nữa thì quý vị cũng không có tiếp nhận được. Nếu có gì còn ở trong đó cô, thầy cô sẽ gặp lại quý vị, sẽ dạy những quý vị những bài pháp nó sâu xa hơn. Và những bài pháp này cũng giống như vitamin để mà bồi bổ cái tâm linh của quý vị. Đó là những gì cô muốn nói với quý vị ngày hôm nay. Chúc quý vị thật là... truyền bá và phát triển phát ngôn vi diệu pháp hành thiền tại Nghệ An. Thầy cô trưởng môn đã ý chỉ cho các môn sinh Nghệ An phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng để cư dân được thọ hưởng pháp tổ. Thầy cô đã quyết định bổ nhiệm ban chấp hành thiền đường kèm theo quyết định do toàn thể môn sinh thiền đường Nghệ An đã bầu chọn điều hành mới để tiếp tục phục vụ cho thiền đường. Một trung tâm trưởng Lê Phạm Đông. Tôi. Hai trung tâm phó Nguyễn Thị Tiến. Xin mời ba Phạm Tài Khoản. Bốn Bùi Thị Hạnh, khả năng là Lê Thị Lan. Xin toàn thể cho một bàn tháng tiến dâng hương.
xin cầu thần lực độ trì của sư tổ, dâng hương chúng con cầu xin bao nhiêu duyên nghiệp thiện lành, tâm quyết bảo tồn pháp tổ, dâng hương chúng con dâng lên bằng cả cuộc đời còn lại, dâng hoa chúng con dâng lên. Sắc muôn màu rực rỡ kính dâng lên tổ nối niềm, dâng lên muôn vàn hạnh phúc, nguyện cầu tất cả chúng sinh dâng hương bao tình tha thiết, nguyện cầu huynh đệ đồng của sư tổ, dâng hương chúng con cầu xin bao nhiêu duyên nghiệp thiện lành, tâm quyết bảo tồn pháp tổ, dâng hương chúng con dâng lên bằng cả cuộc đời còn lại, dâng hoa chúng con dâng lên, dâng hoa chúng con dâng lên, dâng
lời ngọt ngào thêm xóa bớt niềm đau, tâm chuyên tâm trong thế giới si buồn, nhìn lại mình mau tránh đời lầm mê. Vươn đôi tay ta tìm về với đạo, dành phần đời nhẹ nhướng lửa từ bi, trong tâm tay xin báo đáp ơn người, dù lòng người khi vẫn còn thị phi. Đường ta đi đón đưa ngàn ánh đạo, từ tôn sư nắng mưa tìm chân lý. Vương đôi tay ta gợi trao niềm tin, tâm yêu thương ta gợi trao mọi nơi. Ta ơn dư tổ muôn lời.
rằng khó khăn phía trước, than trầm phía sau. Tạ ơn những lúc bể dâu, thâm thù bỏ lại giữ màu vì tha. Thời gian thấm thoáng trôi qua, con xin con đường hướng hoa cuối ngày. Tạ ơn đi rượu bàn tay, rửa tan bệnh khổ buôn đầy phước duyên. Tạ ơn